ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bảy sao cô gái năm xưa chẳng thấy cha chào. Quý khán giả nghe Minh Thiện ca câu vọng cổ vừa rồi thì mong là đừng vội chuyển kênh ạ. Minh Thiện thì không dám uống rượu qua mắt thợ rồi, nhưng mà quá trời hợp cảnh hợp tình cho nên là mới có cảm hứng để mà hòa giọng thôi ạ. Và cũng xin được chia sẻ thêm bài ca cổ Ghe chiếu Cà Mau của soạn trả Chiến Châu, lấy cảm hứng từ những chiếc ghe chiếu lên đên trên chợ nổi, nét trang quả độc đáo của miền Tây Nam Bộ. Miền Tây thì có nhiều chợ nổi truyền thống hàng trăm năm, như là chợ nổi Cả Bảy ở Hậu Giang, chợ nổi Ngã Năm ở Sóc Trăng, hay là chợ nổi Cái Bè ở Tiền Giang. Cùng lúc này thì Quỳnh Loan và Minh Thiện đang tham quan chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Đây là một trong những ngôi chợ nổi cùng nhộn nhịp sinh khí nhất miền Tây lúc này. Ngoài khung cảnh sông nước hữu tình, nơi đây còn hấp dẫn du khách với những trải nghiệm buôn bán ăn uống trên ghe xuồng tấp nập, hàng hóa thì dồi dào và phong phú. Chợ hoạt động sôi nổi nhất là khoảng 5 giờ sáng, khi mặt trời dần ló dạng, hừng đông mang theo không khí lành lạnh. Rồi ngồi trên chiếc ghe nhâm nhi những ly cà phê đá như thế này thì thật là tuyệt ạ. Và còn những món ăn nóng hổi nữa, nào là hủ tiếu, bún riêu, cháo lòng nè, đủ thứ luôn. Và để chợ nổi không chìm như trăn trở của nhiều người, trong đề án bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng thành phố Cần Thơ vừa được tổ chức mới đây, các thương hộ cũng có những ý tưởng mới mẻ, tạo sự trẻ trung với những sản phẩm du lịch ấn tượng nhằm bảo tồn, phát triển văn hóa đặc trưng miền sông nước. Chiếc ghe sơn toàn màu hồng và người bán hàng trên ghe cũng trong trang phục màu hồng xuất hiện tại chợ nổi Cái Răng, thu hút rất đông khách du lịch đến thưởng thức ẩm thực, chụp ảnh. Chủ nhân chiếc ghe này là vợ chồng anh Ngô Bảo Quốc và chị Nguyễn Thị Ngọc Linh. Anh Quốc chia sẻ, chuyển sang bán thức ăn sáng trên chợ nổi hơn 4 năm, nhưng khoảng 2 năm gần đây anh mới có ý tưởng muốn làm mới chiếc ghe của mình. Nhận thấy màu hồng được ưa chuộng bởi sự nhẹ nhàng dễ thương nên anh quyết định sơn, nhưng không ngờ được mọi người đón nhận hơn mong đợi. Từ khi khoác sắc hồng cho chiếc ghe, việc buôn bán của hai vợ chồng ngày càng khấm khá. Mỗi ngày chỉ bán hơn 100 phần bún, trên ngày cuối tuần và lễ Tết thì bán nhiều gấp đôi, gấp ba lần. Với sự sáng tạo màu sắc trên chiếc ghe, vừa cải thiện thu nhập, thu hút khách du lịch và còn tô điểm cho khung cảnh sông nước miền Tây thêm độc đáo, thú vị. Ai trái cây hồng chôm chôm miền Tây ngon ngọt đấy bà con ơi, mày vô mày vô. Chị Quỳnh Loan thử trái chôm chôm coi hương vị làm sao nè. Chôm chôm miền Tây đúng là ngon ngọt thiệt luôn á Minh Thiện. Thưa quý khán giả, ở chợ nổi thì trung tiếng mấy ghe lân ác rồi trao bằng tiếng thì được thay thế bằng những cây bẹo như quý khán giả có thể nhìn thấy sau lưng của Minh Thiện, và những cây bẹo dân giả giản tiện nhưng mà vô cùng thú vị. Người bán hàng dùng một cây sào tre dài cắm dựng đứng lên ghe xuồng, rồi treo cao các thứ hàng mà chủ yếu là các loại trái cây hay là rau củ, giúp cho khách hàng nhìn thấy từ xa, bơi xuồng đến tìm đúng thứ mà mình cần mua. Nào là chôm chôm nè, rồi các loại trái cây khác như là nhãn, vú sữa. Nếu mà muốn nhiều mặt hàng hơn thì làm thêm sào ngang để buộc nhiều thứ hơn nữa ạ. Buổi sáng đến chợ nổi thấy dồn lên vô số những cây bẹo như những cột anten kỳ lạ di động giữa sông. Cây bẹo này treo dài ba trái khóm, cây bẹo kia treo lủng lẳng trên củ sắn, củ khoai. Những cây bẹo khác lại treo dính chùm các loại trái cây trường như chôm chôm, nhãn, bòn bon, vú sữa. Lại có chiếc ghe mà cây bẹo lại treo tấm lá lợp nhà. Đây là tín hiệu cho biết người chủ muốn trào bán chính chiếc ghe đó. Riêng các cô gái bán đồ ăn thức uống thì thường bẹo hàng bằng lời rau. Ai ăn chè đậu đen nước dừa đường cát không? Ai bánh bò không? Những tiếng rào bời mọc trên chợ nổi nghe sao mà lãnh lót, thiết tha. Thưa quý khán giả, nhìn khung cảnh ngập tràn sắc hoa như thế này thì nếu ai chưa một lần đến với chợ nổi Cái Răng sẽ nghĩ ngay đã sắp đến Tết. Nhưng mà không, thưa quý khán giả, ở đây thì hoa được bán quanh năm, ở các nhà vườn ở chợ Lách, Sa Đéc thì cùng nhau tụ họp về chung dòng sông này. Thật là thư thái và dễ chịu khi mà giữa tinh sương ngày mới được ngồi trên chiếc ghe len lỏi giữa chợ để mà họp trên sông, rất là đông vui, tấp nập, còn được ăn uống, được ngắm hoa. Chợ nổi không đơn giản là chợ thôi mà còn là nhà, là nét sinh hoạt của bà con miền sông nước miền Tây. Thế nên Hậu Giang và nhiều tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long cũng đang triển khai nhiều biện pháp bảo tồn và phát huy chợ nổi nhằm lưu giữ nét đẹp văn hóa đặc sắc này.
Văn hóa miền sông nước mà chợ nổi là một phần hồn vía, còn rất nhiều điều thú vị mà chỉ cần đặt chân đến đây, hòa vào không khí ở nơi này thì quý khán giả sẽ cảm nhận hết. Cùng qua phim trường ảo của truyền hình Hậu Giang ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi lời mời du khách phương xa về với miền Tây với sự chân phương yêu mến, với nét đẹp mộc mạc hào sảng của đất và người.